Một số người sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn vì không còn cùng tần số rung động với bạn. Tất cả chúng ta đều có tình yêu vô tận bên trong mình. Chúng ta có mặt ở hành tinh trái đất này là để cung cấp tình yêu đó cho nhau, hỗ trợ nhau ngày càng tăng trưởng tiến hóa trên con đường tâm linh của mình. Khi ở trong một mối quan hệ, bạn nhận thấy rằng bạn cung cấp tình yêu vô điều kiện cho người ấy, cung cấp tất cả những nguồn lực dồi dào mà bạn có cho người ấy. Tuy nhiên người ấy không đáp lại, người ấy không mở rộng tình yêu của mình để cung cấp nó cho bạn, và có thể bị chấp chước vào những vô minh, mê lầm, bị lôi kéo bởi những thế lực tiêu cực, và người ấy rời xa cuộc sống của bạn. Khi bạn chấp chước vào mối quan hệ này và nghĩ rằng người ấy lấy đi tình yêu của bạn, là bạn đã xa rời tình yêu của mình. Bạn quên rằng tình yêu vô tận bên trong bạn. Lúc này sẽ sinh ra rất nhiều những ảo tưởng, mê lầm, chấp chước và dẫn đến đau khổ trong tình yêu. Trong khoảnh khắc đó, nếu bạn nhận thức được rằng người ấy đi mà tình yêu của bạn không biến mất, nó rất dồi dào, nó vô tận, nó đang hiện diện bên trong bạn. Bạn sử dụng tình yêu đó quay vào bên trong để chăm sóc yêu thương cơ thể của mình, để tự chữa lành cho chính mình. Bởi vì khi chúng ta gặp một người nào đó, đều có một mục đích thiêng liêng để chúng ta nhìn thấy được sự thật bên trong mình, và những người càng thân mật với chúng ta càng giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy được sự thật bên trong mình. Lúc đó bạn có thể tự chữa lành cho chính mình, nâng cao tần số rung động của mình. Việc phát triển tích cực của bạn cũng là một nguồn lực để hỗ trợ cho người ấy của bạn về mặt năng lượng. Hãy tinh tấn trao dồi vẻ đẹp nội tâm của mình, nâng cao tần số rung động của mình, mở rộng tình yêu đối với bản thân mình, giúp bản thân mình ngày càng phát triển tích cực lên từng ngày. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.